100 bức ảnh hoa mai đẹp nhất thế giới. Chúc mừng xuân và Tết Tân Sửu 2021. Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và thành công trong mọi lĩnh vực. Năm mới hoan hỷ, gặp nhiều niềm vui. Năm Tân Sửu 2021, chúc bạn luôn đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt chặt phú quý. Mời các bạn và quý vị cũng xem những 100 bức ảnh hoa mai đẹp nhất thế giới từ video này của kênh Việt US 1040. Chúc mọi người xem video vui vẻ.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.